nước không hay đâu, không hay không đâu. Nhầm con ngoài là nó xịt nước luôn á. Nhầm con ở đóng miệng không được luôn á. Đúng rồi đó. Trời ơi. Ở sao con chưa có ta. Ê, ê, rồi, vô bánh. Đi nữa rồi. Con này mới to luôn nè. Con gần gần đi, gần gần đi. Đừng có đi xa. Nãy con được con nè. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ. Ở chỗ mặt ông này nè. Ông vô luôn trời. Ủa là 6 kg rưỡi đó. Cũng đu. Năm rồi á. Biết lắm. À, con bắt cũng mấy chục ký á. Đặt anh xin qua bắt luôn ra chục ký. Bồn xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh Ông Minh của tôi nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Thì chiều nay cũng mở lại cù lao nhãn cả nhà. Thì được Xu với Thành để dẫn đi ra cái mương này nè. Con này mấy con tơ mới lớn. Để mò dợp. Mấy con già là nó đang thui à. Tại vì con chưa dính ngon quá rồi. Bữa nay từ Cà Mau lên tới Sóc Trăng. Thôi vậy mình đang đi làm đi mò dưới nước rồi. Trời đi cho nó quen. Con này có móng tay hả? Con kem cái mà cho chết hả? Hôm trước thì thấy Thành cũng mò dợp, còn ông cậu với Dương Tư mấy hôm nay cũng háo hức đi mò dợp ở ngoài ngoài đê biển á. Biển Khánh Hội. Ở ngoài biển Khánh Hội á bạn. Đúng rồi, rồi bữa nay nói ở đây cũng có cho ông cậu với Dương Tư xuống mò một bữa. Đúng là bữa nay người nhà mò hay hơn không quen đường hay gì à. Chú ơi. Đẩy cái thao lên giùm chú ơi. Chú ơi, tấn công thu chú. Sao quên không có thì đi cầm thao nghe. Đây qua con à. Đi quá mò sao không kịp, chém chém rồi. Ủa thì con giọt con hai con nghe con hết rồi lạ. Hết vậy chứ mình mò không có khi nào hết bắt luôn. Mò dần sóc ra nè. Đó. Nè con nữa nè. Ô ta bắt còn hết không vậy? Hến hay là dập con? Hơn con. Nè con hết không nè. Hến là nó có cái găng nhiều nha. Quan huyện đâu, ta đâu phải là quan huyện đâu. Bắt luôn. Thì hến. Quan huyện. Gì không đi chạy. Chạy vậy ta nhìn bài mua đi bắt dọc bằng chạy tại chú có không mà sao ở đó từ từ hết luyện mà con hến bự dữ vậy con hến bắt luôn bắt lên cái gần ơi có không lộn ốc gạo hến nhiều luôn ốc bu vàng nữa nè bắt không ốc chị nó bò lên cái bờ nóc đi ốc quắn gạo á. À, sớm giờ thì cũng nghỉ ngơi đã xong rồi cháu Thu dạ cháu ơi bắt đầu đi kiếm mồi chiều nay chiều nay làm món ăn lên xuôi bình cái ông bắt kén được hai con với không. Dạ ông quấn gạo gì á mình bắt thêm mình quan nguyện mà bao xin đúng bao xin chứ trơn đi vậy đó chứ sót kịp gì. Dân chơi làm quá. Ơi coi chứ. Chán cũng không. Vậy ông cười gan vậy đó. Sao không còn sống thấy chết vậy? Có mở miệng không? Dạ. Đèn đèn vô. Làm tức rồi. Mất mạnh quá. Cái gì tao bắt như tao quan nguyện thiệt mà toàn là mò thị hến không ông nội ơi. Mò thị hến nè à. Tưởng là sông kia sông bự ngoài ê ở sông bự nó cá bông sao ạ à? Ở ngoài sông bự không có bằng ở trong mương mà đặc biệt là nó ở chỉ ngay đường mương con này mới chụp đúng rồi sạch chết sạch chết luôn các bạn. Ủa, nó dính rồi kìa ấp rồi sông hết gì á. Sao vậy mà trên trời chúng ta có bắt con này nè luôn ve lưỡi luôn nè ve lưỡi nó cái con nhỏ nhỏ là mình nhờ nhiều con kỳ vậy ta đúng ngoài cái xe lên ha cậu coi đừng đi lẹ quá đi lẹ quá hút đi lẹ ta đi không lại đây chắc mình quay trở lại mấy con nghỉ ra. Ồ. Con này mới không á. Dạ, nó dẹp hơn dẹp dưới mình ta. Nè. Nó gần né như né đạn như trời. Dẹp nó ngọt hơn.
Giùm mình nó mỏng hơn giùm mình. Cá cá gì vô? Cá vừa. Đây, vừa có gì? Con vàng quá trời. Quá đu vàng. Cóc một con hay là sao bạn? Cóc một con. Ông cậu đi vòng. Ê, chơi rồi. Trận đầu ha. Dí chết đó. Cái giờ tao không thằng gió mà sao mò được. Cá bóng nè. Tôi quên nó mít bển. Mấy người trao ăn hết. Trời ơi, thôi thôi. Nữa rồi, chú ơi. Con dập cụ. Nãy giờ thôi thôi. Rác không vậy? Tao mò hao sao lên kìa. Tao mò dính dọp rồi. Tao mò dính dọp mà nó mò rác không vậy. Chạy ra uống tiêu chút. Tao mò dính cái dọp mà mò rác không vậy. Ừ, bên đây bự không ha. À, nó ở khúc này vậy, ở đó cứng nó cắm chứ vậy mà nó sống được hay vậy. Mềm quá. Ôi nữa rồi chú ơi. Chú ơi. Ở sát mé luôn. Chú giờ nó đâu có ở ngoài dưới sông nhiều. Chú lại đây con bươi lên xịn luôn đó. Dừng dừng. Ông cậu bị con kia quậy rồi. Ồ quá tại trong mé ông nội ơi, trên khô. Ở trong mé. Trên khô. Chết rồi chết. Mày chết với tao rồi. Mày chết với tao rồi dập ơi. Hồi nãy giờ tao không biết mọi dưới chưới. Mày chết. Mày chết. Nó nằm ở trên cạnh trên cũng có nữa. Nó nằm sát mé trên không. Chết. Trời ơi nó bấy nhảy cho người ta. Bị móc mà không lấy. Ôi kìa. Trời ơi. Này mình đang ghé anh ha. Khỏe hơn đi đâm bữa đó không nhìn tên. Đừng có la lớn ăn sao nha. Chết giờ thôi. Im im cho chim nó. Cậu chúng còn chết á gì im gu vậy ta. Sình sình nó chết chịu lỗi. Ê sình cắt nước cho trời nó đi quá. Có một cái gì chết kìa. Trời ơi ông cậu biết ông cậu chưa biết. Trên mé ngọn sát sát mé mấy cái đậu quân này đi dẫn trước cả này ở sao đó. Đó thấy không xì nước vậy mà nó không đụng nó đâu có đụng đụng là chết á à. Đụng ba là chém khỏi tao nữa nó có con ngựa đi chết không chịu. Về ổng làm liền con bỏ một túi mà ổng đến thinh luôn kìa còn ấy đi. Tao quan huyện mà quan huyện hả bèo thị hến hết chừng kiếm cái khúc của cậu à có hay rồi trời kìa tao bỏ nửa bên đang ăn mọi thứ bản này nè trời trời nó ngon trời nó lăn mót tổ bố trời nó tổ bố bóng lượng ra chùa. Phút này o hả gì tên o o hơi rồi con luôn mới giữ chú ơi. Xả dập trắng thời đó rồi dập cái ấy dở lên mà nó còn vàng vàng sáng á là nó trắng anh sống á theo cầu quà xuống mà thấy cười hé hé là biết dính hàng rồi là nó rồi đó lên mà thấy xịt nước ra cái là con sống mình. Quá quá nung rồi. Nó nghe biết vậy rồi. Nó láng. Nó láng gì đâu trời. Cắt một không chứ ra cao quá. Không có cầm con cầm đi đây. Quá rồi. Ủa hả? Ủa đâu mày quay vậy chảy biết rồi. Con đó coi còn không nghe. Con con này. Sao thấy màu kỳ quá vậy? Không con này con nhập cậu. Ôi quá mấy con bự bự không à. Ôi bữa nay Dương Tư số 1 rồi. Nhất Dương Tư rồi. Thở bớt. Nữa rồi. Tao bò cái lên hình chưa có con nghe hả trời dính nè
Nãy giờ toàn là con chết gì không nè. Anh hai đi sao hốt buổi chót mà. Thì chắc cái cho anh hai chạy lên đó trước chứ. Tao đi còn trước mà không quá nữa luôn. Đầy quần luôn hả? Nó mò vậy đi, coi nó bỏ nó đi à. Bữa nay tính con hay tính ký đây Dương Tư? Ký quá. Ký hả? Nè, con được nhiêu đây? Mấy con xuống? Bốn hả? Bốn con bự bự không hả? Ồ, vô luồng này, vô luồng của anh hai rồi đó. Hôm qua từ hôm qua nay mới dính ra làng không? Mấy con, chỉ đi sao không mà dân cao thủ không mà. Quá trời, cái chép vui rồi. Rồi, ôi, ông cậu làm gì trời? Mày không có lên đây quần thứ hai đâu Trung ơi. Rồi. Dạ. Mày thả là sao? Ôi. Chạy đi sao không thì sao mà dính được. Ngay luồn ở cục này không, nãy giờ mấy chục con rồi. Có căng này. Giờ xuống vô gốc cây nha. Hay không đó. Mẹ nó cũng ăn được. Giờ ông cậu chơi đánh lẻ luôn rồi đó hả? Không vậy nhiều. Tất nhiên tao rồi. Ở phía ngoài này thì cũng còn nhãn đang ra nè cả nhà. Đẹp quá đẹp. Thôi không nữa gì. Ê, ông dặn kìa. Cái đó có mong mình bắt được chục ký vậy là mình. Đúng rồi. Ốc. Dán. Con ốc nè. Hết cuốn bánh tráng không được. Giá gì vậy? Cũng bánh tráng hoặc là nấu canh hẹ. Nhắn xuồng tiêu rồi. Nhắn xuồng tiêu hả? Được rồi, có trái chín thử cái khác trái nãy không? Con này bà. Ủa, con cụ hả? Này kêu bằng dọc cụ á. À, thấy cũng đều đều không thấy không? Đều đều không? Con nào còn trẻ thì nó vàng vàng. Còn nó tơ nhách luôn đó. Tơ nhách luôn. Giọt này bắt lên mà thấy nước nó sịt sịt là thấy chắc ăn à. Ừ. Còn mà bắt lên im gu là hắn rồi đó. Sình không rồi đó. Giờ vô rửa gọng xíu. Vô rửa gọng. Này phải ba tốn nồi cơm nữa rồi đặng mình vô nước cơm mình ngâm mới được. Ngâm ớt cũng được. Nào rồi. Thôi để đó. Vô dài dài vô coi cái ổi mình còn thái luôn. Nó còn ở dưới. Cho em xin bí quyết kho nồi thịt nha. Để tết về em kho nồi thịt ăn tết. Cái này chắc phải nha. Chị đợi clip của Lô Nhãn lên chị vô đi chị. Cô chỉ tận tình đó. Tới chưa? Tới clip đó chưa? Dạ chưa. Nào có em cho chị hay nha. Giờ chỉ riêng mình anh em đi. Cái này thật sự là anh cũng chia sẻ thiệt là anh không có biết cái bí quyết này phải liên hệ biết giữ á. Và anh chưa nhớ có là một ký thịt là một chén nước mắm à. Ký thịt chén nước mắm. À. Nó mình ướp đường cát luôn hay gì anh? Đúng rồi chị. Hết rồi. Em vậy cho xin cái ghế đi em để thay lên em ơi. Cái ghế lùng á. Nãy giờ thì công đoạn sơ chế cũng đã xong cả nhà. Giờ thì Thành với anh hai sẽ nướng. Ở đây thì Thành có mua thêm mấy trái cà nữa. Mình sẽ nướng mỡ hành chung với dạp luôn. Cái này mình gửi từ từ mỡ hành vô cái đợi cái nó nóng lên là cái nó sôi là ăn được. Dạ, đúng rồi, cái này kiểu như là nó cũng dễ chín. Nãy thì cũng có luộc sơ chế sơ cho nó bớt sình đó cả nhà. Tại sình nó cũng vô trong, tại mình để ớt vô có tầm tiếng à, gà cũng không hết. Quá trời tôm mỡ hành này. Thôi đó chắc làm cơm luôn á. Làm cơm dĩa. Có ăn không hết ngồi đó, có chuối không bỏ lên nướng nữa. Có sườn cộng nha anh. Sườn cộng mình làm cơm mỡ hành luôn. Xôi nào bạn. Xôi là cho mỡ hành vô luôn à. Chế sườn này chế gì vừa thôi hả? Mình chế thì miếng dầu á. Ngoài con lắm mà hả? Sẵn hỏi mấy con sao không có nha. Không có mấy con anh ơi. Xin mấy con à. Gì vậy thôi anh ơi, cái con kia không đủ à.
kệ mấy con đầu anh ăn cho nó ngon mấy con đầu rồi đi. Đó thấy không, nó sôi sôi vậy đây là thêm tí xíu. Còn chút mình được. Mới cho đậu phộng vô thôi. Con nào chuẩn bị mình lấy cho ra. Cho hết đậu phộng với ngách khỏi cho. Ai con ăn nào ăn. Bởi gì? Cái này mà chỗ này nó đang lửa nóng à. Dạ. Để lên cái nó nóng liền. Cái này mà lai gai một cái bữa nay em hùng gù ổi mới được. Cái này cóc một con ha. Hồi trưa mình ăn mồi ăn cơm không à. Giờ tới mồi này ăn cơm không được, mồi này phải nhậu mới được. Nói chung khách đến nhà không chà cũng rượu phải không? Nhưng mà chiều nay trữ lượng Mạn Thành này chắc cũng vô biên rồi. Nên, vô biên. Làm chắc cỡ 5-7 chai rượu gì nghỉ. Nhìn chung tại nhà đâu sợ mất đồ đó Thành. Chứ thì sẵn lên đây cũng lai gai vài ly để tâm sự với nhau cả nhà, trò chuyện với nhau chơi. Gợi nhớ lại kỷ niệm hồi trước cái gì bạn. Chứ, đây chắc mình nướng sơ sơ chút xíu một ít con cái cà chín cái mặt đầu mình bày lên luôn. Mình nướng tầm phân nửa này. Cái con này như vậy là mình gấp ra được như rồi như đó. Như cái con này sôi sôi vì con này với con này là gấp ra được cái mình. Nó sợ một để xíu kiếm cái dĩa là mình hết rồi. Mình đựng vô cái em mình... đi lấy cái mâm. Em ơi lấy giùm cái dĩa. Cái mâm inox á, đặng đựng cái này cho khỏi bị cháy. Mâm cái mâm loại mâm dày mới hết nè, tại vì mình còn qua đây nữa. À trời. Này là dưỡng từ cái đó đã trước đi. Ê, nội cái giọt này không là gần cả trăm cốc rồi, cái này là cũng bộn cốc dữ à. Sao thật, gấp ra kìa, hay bỏ đậu phộng dạ. Gì? Hay là mình bỏ đậu phộng rồi mình hay gấp ra nè. Sao cũng phộng. Được, gấp ra cái nào cái nào trước sao cũng được. Quan trọng để trong đây miếng nó có bị nghiêng. Cái này dưỡng từ với ông cậu ra thử trước cái mới được. Ồ. Rất đủ được không cậu? Cái mùi bốc lên mà kêu gụ 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 vậy. Cái gì giấu được chứ, ba đứa đâu giấu được. Nhập tâm chứ rõ thiệt lắm không? Nhập tâm. Ra chắc mình thử cái đi ông cậu ơi. Dạ, bất ăn ai gấp vào bất ngờ, gấp vào dưới này. Kiếm cậu mới giúp nè. Ô, được thấy luôn, trời ơi. Con sọc tại hả? Đây. Rồi ông cậu đem mình cái đồ sôi lấy trước. Dạ. Cái đó sôi rồi, được hết. À, bên đây để em gấp. Lâu lên, vừa lâu, lâu nhã, phải cho uống vụ nhã, không hiểu đâu. Thầy bữa đổi tên là cụ lo ổi nha. Đổi tên cụ lo ổi à. Sẵn bữa nay đổi luôn quá. Thịt cũng nhiều lắm chứ, ít thôi. Dạ, con này nó mập quá trời coi. Làm như là nó hơi khô lại. Ừ, nướng thì nó phải chịu khô. Nó ăn nổi ăn nhãn ha. Này nãy bà nó có nhiều dân thức trình nó dữ lắm rồi. Này chắc ngọt lắm không cậu? Thử biết. Giọt này nó ăn nhãn không nè. Nhãn rụng xuống. Chịu đây mát mẻ quá không cậu? Để ở ngoài được 5-7 con ha. Đây mát mẻ mà ở dưới cũng đâu có thua, ở dưới còn mát hơn ở đây nữa. Ở dưới trống gió mát ha cậu. Ờ mát ở nhà cậu mát được không? Lạnh nó chết luôn mát. Mát cho tới chịu không nổi cũng lạnh luôn hay gì. Cầm dán quăng vô luôn mà. Chén rồi, nữa mình gấp với thêm chấm tỏi. Dạ. Này để chấm vọt. Thế là chấm trái cây không? Dạ. Bữa nay mồi bén không à. Ừ. Mồi này chắc ăn bị đứt miệng quá. Mấy món này thì tuy nó đơn giản nhưng mà về miệt vườn mình là mấy món này là nghe. Ở Ruby nè. Chào cả nhà. Màu đẹp á. Ở này mẹ tái lắm nè. Con chặt cả nhà. Thư thì sẽ lột mấy cái cà ra rồi cho mình gửi mặt hành lên. Đó trời sao ổi ngon. Hôm nay đủ món hết trơn nè. Chiều nay thì mình bắt được cái gì thì mình ăn nấy, nhà có gì thì mình sử dụng nấy thôi.
nhà lá vườn. Dạ, cây nhà lá vườn, đúng cây nhà lá vườn luôn. Cây nhà dập vườn. Ơi đậu phộng ngưng đi. Cho mỡ hành thôi. Đậu phộng nó bị mềm mày. Cho nhiều đó được rồi. Đậu phộng hiệp lay đi phải không? Lấy chu bóc. Đâu thăm cái mẻ này cái coi coi có giật con nào không. Tím rồi đó, coi có hào không? Giật hai con rồi. Hai con. Không có, hồi nãy giờ tôi nướng chết tôi không ăn con nào. Camera ăn rồi. Bây giờ mình cho cái mẻ nó lên cái mình đem lên đây là mình vô bàn đi, còn mấy con đó là mình để mỡ hành vô cái nữa là xong. Để nó còn nóng. Nha, ai ăn là cái miệng bóng là biết hết anh bọn. Mọi người đây. Mấy sâu nó đi trừ mẹ về ra. Để mình ăn liền nó nóng chứ để một hồi nó nguội á. Vậy là mình nguội nó sợ không? Có chai rượu em. Ở đây nha, nhậu. Wow, cái ly. Cái ly này uống chắc xỉn thiệt quá. Ly một chắc non. Cô lo nhãn cái ly này. Cô lo nhãn không có gì ngoài rượu hết á cho nên là chỉ chuẩn bị ly hơi bự. Cái này chế uống cái này no luôn chứ không phải gì say nữa. Vậy là bữa nay xuống đây uống rượu ổi luôn. Đặc sản của rượu. Ăn ổi luôn. Ăn ổi uống rượu ổi. Có rượu nhãn không anh? Rượu nhãn hả chị? Nếu mà được tặng bình rượu nữa thì nó mới đúng. Sắp có rồi chị. Đang nghe đúng không? Mà có rồi chứ biết hả? Chứ để nhãn cũng ổn quá. Chiều nay thì cũng còn ở cô Lâu Nhãn thì cô Lâu Nhãn dắt đi bắt được mới dọc về nướng mỡ hành. Cũng xin mời cả nhà dùng bữa với lại gai chung với gia đình cô Lâu Nhãn và gia đình U Minh quê tôi luôn nha. Mời cả nhà dùng với cô Lâu Nhãn. Rồi xin mời cả nhà. Mời cả nhà. Vô chúng mình vô ly lai gai đây. 250 đây. Vô vô luôn à, vô trăm. Vô cụ nó ngắn. Vô cụ nó ngắn ơi. Vô trăm. Con hai. Con hai ăn đi con hai. Con nãy 100 nè, con. Đúng rồi. Con luôn. Con luôn cái gì? Trăm bao nhiêu? 50 ơi, Dương Tư ơi. 50 50. 50 hả? 50 thì con gắn được 2 ly gần 100 thì dắt 1 ly à. Thôi vậy 25 thôi. 25. Rồi yếu yếu mình uống vài ly để nói chuyện vui vẻ thôi nha. Ngọt quá vậy ta. Ủa, cái này chắc phải đi xin chén cơm mới được. Cũng được. Cũng được hả? Được. Rượu nè, thơm nè, uống nè em nè. Ăn thử. Thơm xong nghe có cái vị thuốc trong nữa. Kiểu để lâu lên men hay gì? Lên men quá. Nghe có vị thuốc. Ngâm ổi không rồi. Ngọt quá rồi. Kiểu để lâu nó ngổ rồi. Cậu ăn thử miếng dọc đi cậu. Ăn nha. Cậu không dám ăn. Ôi, cậu hai cái này vô hết chai này nha. Cậu này nói giờ chưa ăn nè. Đúng rồi. Ngọt quá. Dạ, cho anh mượn cái gỗ gì để dưới đây ăn đựng vỏ. Quá thử rồi. Ủa cái xóm nhà lá ngoài kia làm gì béo nữa vậy ta? Anh dột được. Ai bắt được nhiều người ta bắt mấy con 50 con ăn 50 con nó nghỉ. Con bắt có 5 con rồi con ăn 5 con. Thì gấp cho cậu hai không, không có không ai ăn nè. Tôi ở dạ. Đại vỏ xem đi. Nay là cậu hai đại diện tiếp khách. Khách là để cho khách thưởng thức cho mình ăn quà mình biết. Dạ. Nhìn cho nhường cho khách. Ở dưới là con này ở ngoài biển là cũng có nha chứ. Có. Dạ, tại vì hôm bữa con coi clip thì con thấy Dương Tư rồi ông cậu rồi ra biển. Ở dưới bắt là biển không à? Có mà nó cũng ít rồi chứ nó không được nhiều. Dạ. Rồi vô cái đang theo mọi Dương Tư thấy Dương Tư nhịp nhịp rồi. Nhịp nhịp. Hai ba vô. 25 nữa ha. 25 nữa. Cái này là ly chổng luôn không? Long chỉ ha. Long chỉ. Chắc long dẫn luôn. Cái này mà cô Lo Nhãn mà muốn đãi mà U Minh quê tôi á. Dạ. Là cũng mấy tháng này cũng có bắt á. Thành ra nó mới còn được vậy. Dưỡng lại ha. Dưỡng lại. Cũng như mình bắt mình cũng lựa con bự mình bắt con nhỏ mình nuôi lại. Mà con này nó có theo bãi nè, nhầm chỗ rồi nó không có đâu. Chỗ nào nó ở là nào. Dạ. Sao Dương Tân mà úp hết luôn vậy? Béo hả? Béo quá, béo. Có cây gỗ chứ ta. Béo mà còn hơn là ba cái mỡ nữa. Thịt mà nướng này này giống thịt mỡ hành. Mà cái con này nó vậy chứ bắt hoài là còn hoài Dương Tân. Đúng rồi.
kiểu như mình đơn giản thôi, mình thấy người đi trước mà đi sau bắt vẫn còn dạ, mình bắt không có hết nữa nè. Những người biết bắt nó sốt, những người biết bắt người không biết bắt dạ, bắt cái mồi hết hết rồi, món đồ năm lấy gì còn. Cái người biết bắt đi trước, cái người không biết bắt đi sau là nó bắt cũng chín luôn. Tại sao có bọc rồi chứ gì đó lăn chân mà còn sao làm được giống nữa. Dạ chứ mà lần hết thì sao đâu còn nữa. Dạ béo nữa ở đây còn nhiều lắm nha. Dịch cái 100 mồi lên nha. Tính hồi đó về nước mặn mới có dợp, nước ngọt cũng có dợp. Dạ. Em xin giờ tới đây. Dạ. Nhưng mấy mùi nước mặn đâu có. Còn những cái có ở dưới thì nước mặn à, nước mặn ngoài biển, mặn dữ mới có. Đó là nó sống theo cái thổ nhưỡng nó quen. Dạ. Ở đây nó ở trong mương này nước ngọt. Mà ở dưới thì có ông chú kia ông nói là khoảng dạ. Lúc xưa thì có nhưng mà khoảng mười mấy chục năm đổ lại đây là không có. Nó nguội là hết ngon hả? Thôi mình vô miếng cho vô mồi. Máy mà chạy cho nó thông lại rồi đây. Xin mời cô lão nhãn luôn. Tao tính ra tao mồi dập hay chứ tao uống rượu dở rồi gót tao cấp này nữa. Gót nó quá trời. Mua dở cho uống nhỏ. Không mà dạ dạ uống giỏi. Dạ không có ai đây để. Không mà giỏi thiệt. Dạ con cảm ơn nhiều anh. Dạ. Chết cũng bắt luôn. Chết cũng bắt luôn. Gặp là bắt mà. Anh kêu bắt là không có sót luôn á. Ai chị chết cũng bắt luôn coi trời. Không nãy mình tổng quân số gần 101 nhưng mà bỏ tới bỏ lui là khoảng mười mấy con đó. Là còn chín mấy á. Mà bắt bắt hồi nãy hình như có một tiếng đồng hồ à. Với lại mình nhờ cũng đông tay á Dương Tư. Với nhờ Dương Tư với cậu bắt hay quá. Bắt hay chứ nhiều nữa. Không mình bắt có 1 tiếng đồng hồ được nhiều đó cũng im rồi, đủ ăn. Kiếm Thạnh nuôi nhập nhiều nữa. Nuôi con cho ăn xịn không hả mập gì mau lớn vậy đó. Cậu nhãn không không? Nhãn. Quá trời ngọt luôn. Với mày nhờ mày cho ăn xịn chứ mày cho ăn đất cũng đâu bự rồi. Xịn nó dễ ăn. Nhãn da ngổi luôn đó mà nó mập vậy đó. Nó nói su su bắt không hay lắm á nha. Năm con luôn á. Năm con luôn thì. Năm con à? Có năm con à. Vậy là uống năm cốc. À. Còn ăn đâu ăn năm chén cơm. Ăn chén cơm cho em đi luôn. Còn cốc à, không còn á. Bây giờ con uống xin phép là con mời lễ này là con cũng gửi lời cảm ơn tới ông cậu anh hai rồi Dương Tư với chú với Bồn à, không có ngại đường xa mà tới gia đình con à, thật sự là rất là xa tới gần 200 cây số nhưng mà quý dữ lắm mới đổ đường lên tới đây, thật sự là con cũng cảm ơn rất là nhiều luôn. Con cũng không biết nói gì hơn thì con cũng xin mời một ly. Dạ, rồi. Rồi. Cảm ơn con mời. Rồi xin mời chủ nhà luôn. Vô. Cảm ơn chủ lâu chủ nhà. Con nhiệt tình quá, cũng cảm ơn chủ nhà luôn. Vô trăm luôn đi. Trời trời. Không có tại quen. Cảm ơn nói trăm quen. Cảm ơn kiểu này chắc cảm ơn hai lần chắc đi quá. Cảm ơn chủ nhà. Tốt quá, chắc mời mốt lên nữa. Nói vậy. Mời đi bên xin mốt lên nữa. Tính về nếu nhà cho tốt quá mốt bây giờ luôn. Xin nhà nói xin này nữa. Dạ. Làm con chốt này cho qua xong luôn Dương Tư. Làm con mạnh mạnh Dương Tư ơi. Thôi mình bắt nhỏ, bắt coi dụp nhỏ không ăn dụp bự kỳ lắm. nhỏ. Thằng chú đó nó ăn dụp hết ta. Nãy gần 4 con chứ bộ. Quá hả? Con hết phần rồi phải ăn cơm trường con là ăn cuối. Còn con hết phần nghe nói tội nghiệp không? Nãy thấy bắt nhiều lắm mà. Không thường là đóng anh. Ở đâu hết hình như 2-3 con chết vậy. Bữa nay mình nhậu có vàng phục vụ phía sau vừa thấy giật là châm lên liền. Có phục vụ mà. Đâu có để hiếu được. Bên này cái khâu hậu cần quá mạnh. Mấy cái này là mới nướng ra là nóng. Có thưởng không? Chút. Nãy giờ chắc ăn dụng mấy con rồi thưởng gì nữa. Đủ quá có thưởng không? Có thưởng là thưởng rượu á. Giờ thưởng rượu mà hai người phụ nữ khéo tay nướng nãy giờ nè. Mà nghe nói mà béo béo gì nữa đó. Cũng ăn chứ trời. Không thử sao biết béo hả?
tao liếm không béo cái mình chết dịch gì. Trên đây quánh nhiều đây cũng tay bời có lửa. Ờ, không nhiều thế. Gì đó chứ. Nhiều lắm á. À. Tao có trung giác mà. Cái mấy cái con dọp này thịt nó còn nhiều á. Ồ. Dạ nó mập á con hai. Kêu 100 lần nó khoảng 25 được rồi. Con mới tỉnh tỉnh nghe 100 cái con hết hồn cái 100 nữa cái hết hồn nữa. À, rượu ngon mà mồi cũng ngon nữa. Gặp bạn thì cũng ngon. Dạ, dạ. Quá đẹp cái gì chúng vô ba game hết trơn. Nếu đầy đủ hết trơn là phải say ha ông cậu. Không hay chỉnh không hay. Cơ thể mình chỉnh không hay. Dạ. Phải như lúc trước cũng làm một vài ly được ha. Cho nên mình đành phải chịu thôi chứ sao vậy. Không mà nếu cậu hai có đây là vui rồi. Hình như xuống lần nào cậu hai cũng ở trời là ở trước ăn đón hết trơn luôn. Tuổi như vậy mà còn mạnh như đây là được. Đúng vậy. Con dọp nướng mà con xuống mấy lần luôn rồi đó mà ba cái đậu phộng vô nhiều nhiều ăn đậu phộng béo hơn ăn dọp. Con thấy đồng lạ nha. Gì phiên mãi thì qua ốc hương ngã ngóc á. Ốc hương à, con à ốc hương ngon lắm. Bồn bẻ mấy trái này không trời ơi. Chắc được mấy trái còn mấy trái kia hơi tệ hả? Bẻ 10 trái mà như lấy được có 4-5 trái à, còn mấy trái kia để ăn. À, tôi thấy đâu biết đâu, thấy bự thì bẻ chứ đâu biết là nó tới lưới hay không đâu. Ruby à. Nữ hoàng thì gục trắng. Còn ruby cái gục nó thấy vậy chứ cũng nhỏ xíu nè chú. Cái gục nó chỉ có bằng cái nhúm xíu à. Hình như là nó ít hột hơn cái ổi kia của mình đó nha. Cái này mình có chiếc mình xếp đi không? Dạ có. Cũng có gãy đi dạ. Con có nhà thành ấy mấy cây đó. Ổi mới bẻ ăn dòng rúng đã. Đây được rồi. 5 cây được. Dạ. Vậy mình dòng thời gian cái mình nhân giống là được. Mau lắm chú. Mình trồng như cái này nếu mà tầm cỡ 4 tháng là nó cũng có trái nữa nhưng mà mình đừng có để. Mình để cũng được, không sao nhưng mà kệ nó mất sức tội nghiệp cái cây. Gian dưỡng tầm 5 cái đó mình không cần. Không hình như là đúng dạ, luôn là 6 7 tháng là mình cho trái được phải không? Đúng rồi, tầm 6 tới 8 tháng là mình đủ sức rồi đó là mình cho. Cái lúc đó là cái rễ nó ra không được nhiều. Là dạ. Để nhiều quá là nó mất sức có cái cây chết luôn. Dạ đúng rồi. Không biết cái gì lắm vậy. Đắp luôn đi. Thôi bây giờ mình vô cái nữa. Vô. Vô. Cái này vô kiếm xong. Cái ly này còn hết cả cái ly kia là nhiều á. Cái này chắc 100 luôn. 100 luôn. 100 nha. Vô. Nói không? Ba kia đôi đi. Ba hết tiền người ta còn 50 tôi chắc vô 50 quá. Yeah.